Thiên, thưa sư, con hiểu thế này: khi chúng sanh chết đi tái sanh ngay, và trong bài sư giảng, khi hồi hướng phước cho người mất nên gọi tên và có thể đến bên hữu cốt mời họ theo mình làm phước. Vậy là sao thưa sư? Hữu cốt vẫn còn thế nào thưa sư? Đây là một câu hỏi khá là thú vị. Thưa quý vị đó, khi một chúng sanh chết thì họ tái sanh ngay lập tức, và họ tái sanh về bất kỳ cảnh giới nào. Cái một lần ấy, sư có giảng rằng chúng ta không thể nào chắc được là khi chúng ta hồi hướng phước ấy, cho người thân đã quá vãng, cụ thể là người tên A, tên B, tên C, thì không có một cái cơ sở nào để chúng ta có thể chắc chắn là cái người tên A, tên B, tên C đó có thể nhận được phước hồi hướng. Bởi vì chúng sanh tái sanh đi theo nhiều cái cảnh giới, khi chúng sanh đi địa ngục cũng không thể hưởng được cái phước hồi hướng, khi người thân của mình mà đi về cõi trời cũng không hưởng được phước hồi hướng, khi người thân mình sanh về cõi súc sanh hoặc là cõi người cũng không thể hưởng được phước hồi hướng. Tuy nhiên ấy, nếu mà chúng ta chỉ đơn thuần chúng ta hồi hướng phước đến thân bằng quyến thuộc thì chắc chắn là sẽ có thân bằng quyến thuộc hưởng được phước. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật nói thật khó để mà tìm một chúng sanh nào chưa từng làm thân bằng quyến thuộc của mình. Và trong số vô số những thân bằng quyến thuộc của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp thì chắc chắn trong số đó sẽ có những người thân, có những người cha, người mẹ, người con của mình ấy, hiện tại bây giờ nè, ngay bây giờ đang tái sanh vào cảnh giới phi nhân mà cần được hưởng cái phước hồi hướng. Và khi chúng ta hồi hướng như vậy đó, cái người cụ thể là người A, người B, người C thì không có gì chắc chắn họ sẽ hưởng được, nhưng mà vô số những thân bằng quyến thuộc khác của chúng ta sẽ hưởng được phước hồi hướng. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là tùy theo mỗi người mà sư nói khác nhau. Sư nói khác nhau ở đây không phải là sư lương lẹo, mà bởi vì tùy theo cái trình độ căn cơ của mỗi người. Có những người thưa quý vị, họ cái khả năng kiến thức Phật pháp của họ đó nó không có nhiều, và nếu mà mình nói nó quá thâm sâu quá nhiều đó thì họ sẽ bối rối và họ không biết phải làm cái gì. Và trong khi đó mà họ đang vừa mới mất người thân, ví dụ như vừa mới mất cha, vừa mới mất mẹ hoặc vừa mới mất con, thì cái tình thương của họ dành cho cái người vừa mất đó nó rất là lớn lao. Mà nếu như á mình nói là bây giờ mình làm phước hồi hướng thì chưa chắc gì con người đó đã nhận được đâu, thì họ sẽ bối rối. Đó là điều không có nên. Đấy. Hơn nữa đó, khi mà làm phước hồi hướng nó có một đặc điểm như thế này. Đó là cái người chỉ có chúng sanh nào ở ngay đó, ngay cái chỗ mà mình làm phước hồi hướng đó, khi mà mình phát lên cái lời hồi hướng thì họ mới nhận được nha quý vị, nhớ cái điều đó giùm. Cho nên dù cho quý vị có làm phước nhưng mà quý vị hồi hướng ở trong bụng á mà không có phát ra thành lời á, người thân mình không nghe được thì cũng chưa chắc họ sẽ nhận được. Cái thứ hai, khi chúng ta hồi hướng mà thân bằng quý thuộc của chúng ta đang ở trong cái loại phi nhân, là cái loại có khả năng nhận được phước hồi hướng ấy, mà họ không có mặt ở đó thì họ cũng không nhận được. Cho nên nó phải có hai điều kiện. Thứ nhất ấy, là chúng ta phải hồi hướng bằng lời. Cái thứ hai là thân bằng quyến thuộc của chúng ta phải ngay thời điểm đó có mặt ở đó thì họ mới nhận được phước hồi hướng. Như vậy, làm sao để cho thân bằng quyến thuộc của chúng ta có mặt ở đó? Quý vị có bao giờ đặt câu hỏi không? Thí dụ như thân bằng quyến thuộc của mình ấy đang chờ mình làm phước hồi hướng, nhưng mà mình có chắc là vào thời điểm đó họ có đi theo mình hay không, họ có biết hay không?
Có trường hợp như thế này nè, một vị trưởng lão ở Miến Điện, mẹ của vị trưởng lão này vừa mới mất. Vị này nghe cái cô chị đó, cô chị là cư sĩ, kể lại là người mẹ cổ khi mà trước khi mất ấy, nhìn cái tấm hình của vị này nhưng mà nhìn khóc nhớ, cũng là một nhìn một tấm hình. Nếu như bà mẹ đó bà nhìn tấm hình của vị trưởng lão mà bà nhìn với cái tâm hoan hỷ, với cái đức hạnh của vị trưởng lão, thì bà mẹ sẽ được cái phước lành và bà mẹ có thể đi lên. Nhưng mà khi bà mẹ nhìn tấm ảnh của vị trưởng lão với suy nghĩ đó là con của mình, và bằng cái tấm lòng luyến ái, tiếc là không nhìn được con của mình lần cuối, vì cái tâm luyến ái đó bà mẹ sẽ đi xuống. Cho nên ấy, khi vị trưởng lão nghe cô chị kể như vậy thì vị trưởng lão lắc đầu, nghĩ là bà mẹ mình có khả năng đi xuống rồi. Thì sau đó không lâu ấy, vị trưởng lão nằm mơ thấy là mẹ của ngài đó đang rất là khổ. Cho nên vị trưởng lão đề nghị chị của mình ấy, là một buổi lễ trai tăng, và lấy đem một cái lá y đến cúng dường đến chư tăng để hồi hướng phước cho mẹ. Tuy nhiên sau khi làm phước cúng dường rồi, vị trưởng lão vẫn còn mơ thấy mẹ mình chịu khổ. Thì vị trưởng lão mới hỏi đó, hình như là lúc chị làm phước khi ở nhà đó, chị không có kêu mẹ đi cùng đúng hay không? Bà chị mới nói là hình như là chị quên. Vị trưởng lão mới nói bây giờ đó, chị làm thêm một buổi lễ trai tăng khác, cũng lấy thêm một lá y nữa, và trước khi đi á, chị báo cho mẹ biết, để mà nếu như mẹ có ở gần đó thì bà nghe được, và bà đi theo chị đến cái buổi lễ trai tăng để chị hồi hướng phước cho mẹ. Thì bà chị làm theo, và sau đó đó thì bà chị không có vị trưởng lão thì không còn mơ thấy mẹ mình chịu khổ nữa. Cho nên cái việc mà chúng ta thông báo cho thân bằng quyến thuộc của chúng ta là ngày hôm nay tôi có làm phước, hoặc là con có làm phước trai tăng cúng dường, thì đi theo con để con chia cái phước hồi hướng, đó là điều nên làm và phải làm, thì người thân của mình ấy họ mới đi theo được. Chứ đôi khi đó mình đi thì có khi người thân mình không có đi theo. Và như vậy đó, khi mà mình kêu gọi người thân của mình ấy, họ tái sanh, nhưng mà trong số đó có những người thân của mình đang tái sanh làm cái loài phi nhân có thể nhận được phước hồi hướng ở gần mình ấy, làm sao để mà mình kêu họ? Đâu phải bây giờ mình đang đang nằm ngủ, hoặc là mình đang ôm chồng, mình đang ôm vợ của mình, cái mình sực nhớ ngày mai đi trai tăng, cái mình mở miệng đó ba má hoặc là mấy con là ngày mai đi theo đi trai tăng nha. Nó thiếu đi cái sự trang trọng. Quý vị hiểu ý sư không? Thiếu đi cái sự trang trọng. Thì mình cần một cái nơi nào đó mà nó đầy đủ sự trang trọng, và có đầy đủ cái sự liên kết để mình có thể nhớ tưởng đến thân bằng quyến thuộc của mình. Thì cái nơi đó theo ý của sư đó, đó có thể là cái bàn thờ gia tiên ở nhà, hoặc là ở cái ngôi mộ, hoặc là ở cái hũ cốt, thì đó là những nơi mà tương đối trang trọng và có liên quan đến, có sự liên kết đến cái người thân đã quá vãng của mình. Thì ở những nơi đó cái lời nói của mình ấy, nó tính chất nó sẽ nghiêm túc hơn hơn là cái chuyện mà mình nếu mà sư nói với quý vị đó, là quý vị có thể nói ở bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở chỗ nào, thì nhiều người họ sẽ bối rối và họ sẽ không coi trọng cái lời nói của sư, bởi vì họ nghĩ là ông sư thì ông rất tùy tiện
và ổng không có hiểu biết. Quý vị nắm ý không? Đấy. Rồi không lẽ bây giờ họ vừa nấu ăn, khi mà tôi nói như vậy, họ vừa nấu ăn, họ vừa nói với người thân của họ à? Đó, ngày mai tôi đi tra tăng rồi nhớ đi theo nha. Hoặc là không lẽ bây giờ họ đang tắm rửa thì họ nói à, ngày mai tôi đang nấu à, ngày mai tôi tra tăng rồi nhớ đi theo tôi nha. Nó không có nên ha. Nên cái ý của sư là như vậy đó.